Tuần Cựu Nhật khấn Thánh cả Du Xe ngày thứ 8, Thánh cả Du Xe và công trình cứu độ. Trong giờ khấn này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân và những gia đình đang gặp khó khăn. Chúng ta cũng cầu nguyện xin ơn đức tin cho những anh chị em lương dân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn. Xin đưa bước con về tìm chân lý hương đóng chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thành thân, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bạn thân sách đức nữ chi, nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh phục vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan
trời ngôi ai, dám xin cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy cha chi nhân chi lành là bàn thánh sanh đức nữ chi, nhân đức cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dâu người liền để sao được vinh phúc vô biên. Suy niệm về thánh cả Giuse, vị thánh của người lao động. Vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5 năm 1955, quảng trường Thánh Phêrô tràn ngập các công nhân. Họ là thành viên của Hiệp hội Công nhân Kitô giáo của Ý, và nhiều người trong số họ còn nhớ cuộc gặp gỡ của họ với Đức Pio thứ 12 10 năm trước, vào ngày 13 tháng 3 năm 1945, một tháng rưỡi trước khi kết thúc cuộc chiến đã từng gây thương tích sâu đậm cho nước Ý. Bây giờ đất nước đang trải qua sự phát triển vượt bậc, sự bùng nổ không còn xa nữa. Nhưng trong hàng ngũ những người công giáo Ý, Đức Giáo Hoàng đã nhận ra có những người chán nản, những người phàn nàn về việc thiếu sự hiện diện của Kitô giáo trong đời sống công cộng, trong khi các hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa dường như đang chiếm ưu thế. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 mạnh mẽ nhắc nhở Hiệp hội Công giáo, Công nhân Kitô giáo của Ý về căn tính nguyên thủy của họ để họ có thể dấn thân vì hòa bình xã hội. Cuối cùng, Ngài tặng họ một món quà khiến những người có mặt ngạc nhiên và say mê. Đức Pio thứ 12 nói, chúng tôi vui mừng thông báo với anh chị em quyết định của chúng tôi về việc thiết lập, và trên thực tế chúng tôi đã thiết lập lễ Thánh Giuse thờ trong phụng vụ, ấn định chính xác là ngày mùng 1 tháng 5. Các công nhân thân mến, anh em có hài lòng về món quà của chúng tôi không? Chúng tôi chắc chắn rằng anh em hạnh phúc bởi vì người nghệ nhân khiêm tốn của thành Nazareth không chỉ nhân cách hóa phẩm giá của người lao động trước mặt Thiên Chúa và giáo hội, nhưng Ngài còn luôn là người bảo vệ quan phòng cho anh em và gia đình anh em. Lời Chúa như lời Chúa như ngọn đèn, Chúa như ngọn đèn sáng trong chỉ dẫn linh hồn con. Tới quê thiên đà, lời Chúa như lời Chúa như ngọn đèn, như ngọn đèn sáng trong chỉ dẫn linh hồn con. Lời Chúa bao ngọt ngào, bao ngọt ngào, bao ngọt ngào và đầy sức sống, lương thân bổ dưỡng tâm. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel. Và thánh thần hằng ngự trên ông đã được thánh thần linh báo cho ông biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên
đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa sẽ đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Lời cầu. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong luật Chúa. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con biết chu toàn những gì chép trong luật Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời chúng con. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con cùng được phúc thay ơn cứu độ. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con biết ngạc nhiên trước những việc Chúa làm cho chúng con hôm nay. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con luôn kiên vững trong niềm phó thác nơi Chúa. Chúng ta thinh lặng cầu nguyện theo ý riêng của mỗi người. Kinh cầu thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Thánh thần là Đức Chúa Trời thần. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Rân thánh Đức Bà Maria, ông thánh Giuse, ông thánh Giuse là đấng sang trọng bởi dòng David. Ông thánh Giuse là sứ sang các thánh tổ tông. Ông thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Ông thánh Giuse là đấng thánh sạch gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh. Ông thánh Giuse là đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời. Ông thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Ông thánh Giuse là đấng cai quản thánh gia thân xưa. Ông thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Ông thánh Giuse cường thanh cường tình. Ông thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Ông thánh Giuse là đấng vững vàng mạnh mẽ. Ông thánh Giuse chịu lụy mọi đàng. Ông thánh Giuse rất ngày trinh thần thà. Ông thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục. Ông thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Ông thánh Giuse là gương tốt lành cho kẻ làm thờ phải soi. Ông thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà. Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Ông thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bệnh tật được cậy trông. Ông thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.
Ông Thánh Giuse Cang Ma quý kinh khiêm. Ông Thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiệp Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, bởi lòng thương vô cùng, đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng thân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người, cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiếu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải cờ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì dù minh cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Nguyện cho Thánh Giuse chỉ linh chỉ ái, nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu muôn ngàn đời, để sau được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Giuse, gương mẫu cho người cần lao. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thành sách đức như chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời, quyền cho con nói dâu người liền để sau được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Ca Giuse.
Lạy Thánh Cả Giuse. Lạy Thánh Cả Giuse. Chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh để cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn hôm nay. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nơi cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bạn thân. Thánh Đức Nữ Chính nhân Đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh phong vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm trời ngôi mai, dám xin Cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh Đức Nữ Chính nhân Đức Cha rằng người soi chiếu cho con nói dấu người liền để sau được vinh phúc vô biên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.